Hello, xin thân mến chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đến với cái video tiếp theo của máy xúc nhỏ của vỏ trái đất. Hôm nay mình sẽ làm một cái video học lấy máy xúc online tập 13 hay là 13 thì phải, 13 hay 14 gì đó. Mình cũng không nhớ rõ lắm thì anh em thông cảm. Thì về mình sẽ edit video và mình sẽ để cái tên của cái video này nó sẽ đúng. Còn ở đây mình nói có thể là nó nhập. Ok, các bác thông cảm. Bây giờ mình đang đi lái con máy xúc Dosan 140 máy lốp các bác nhá. Thì con máy này thì em cũng đã có quay một lần rồi. Thì máy này ở chủ máy của em là có ba máy xúc, một là máy xúc 140 này và hai máy xúc 503 với lại 505. Thì hôm nay thì cái bác lái máy của cái con máy bốn lốp 140 này thì bác ấy có công việc, bác ấy nghỉ, thì em đang lên đây để em lái thay cho các bác ấy trong vòng một ngày. Thì buổi sáng nay thì cũng xúc được một ít rồi, đến buổi chiều nay thì là đang chờ xe để xúc. Nhưng mà các bác ấy đi rồi không biết là dạo này đổ vào đâu mà nó rất là lâu mà chưa thấy về. Nhưng mà trước khi mà mình đi vào làm thì mình giới thiệu cho các bác một chút này. Máy này thì nó đây là chống chành này các bác nhá, đây là đóng chành như này là mở chành ra này đấy, còn cái này là khóa lại đấy. Thì cái này là cái cần thiết, cái này là cái gọi là cái gì, khóa cầu à, nếu mà gạt xuống như này là không thể di chuyển được ấy. Cái này thì thực ra là bây giờ nó mờ hết những cái ký hiệu rồi, mình cũng không rõ lắm. Nhưng mà ngày trước mình cũng có đi phụ một cái máy nó cũng tương tự như thế này rồi. Chung là những cái này thì mình chỉ chủ yếu là ở cái chanh thôi, bởi vì cái này là nhiều khi là mình cũng không sử dụng đến. Như hai cái này đấy, tay trang này vẫn vậy thôi, vẫn là tay nghịch. Đây là ben, cái ben ben ở đằng sau kia, bên ở đằng sau sau đít này. Đây, cái đầu này là đầu trước mình lên bệ, thì cái này đầu này là đầu trước, đây là ben. Đó xem nào, còn cái gì là bên này à? Bên này thì con máy này vẫn còn điều hòa các bác ạ. Đây mình đây là quạt gió này, mình cứ bật quạt gió lên thôi là cái ấy này nó vẫn được. Con này được cái là mất bị mất ga điện rồi các bác ạ. Ga chân này là mất rồi, thì bây giờ là chỉ còn có ga bằng cơ này thôi. Đấy, táp lô thì không có báo vòng tua máy, không có báo ấy, cho nên là mình cũng không biết được là nó có những cái gì lỗi cái gì đây, nó cứ đỏ nháy nhập nhằng 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 này. Máy này thì nó cũng không còn xịn sò lắm, cho nên là bây giờ mình cũng không nói nhiều về cái máy này nữa, bởi vì là nó cũng tàn tạ lắm rồi. Thôi thì bây giờ xe nó đang về ở đằng sau kia rồi, mình sẽ nhấc cái gầu lên và quay lại cho các bác xem. Quay sang bên này thì ok, mình sẽ đeo lên đầu đi để tiện lát xúc luôn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một vài cái kinh nghiệm xúc xe ô tô cho anh em nhé. Đứng bệ rồi thì cũng như là đây, mình sẽ ga cho nó lên giữa này. Không biết là bạn kia bạn ấy ga bao nhiêu, nhưng mà mình thấy cái tầm này thì làm nó mới gọi là ổn được, nó mới vừa tay. Không biết là nó có to quá không. Đây, cái xe này là xe 5 hay là 7 tấn thì phải đời bây giờ. 5 tấn 4. Xe 5 tấn 4 các bác. Thì là nó chở đâu đó là khoảng 8-9 khối gì đó. Không có cơi. À, chở được 6 hay 7 khối. Chưa có ngọn, còn có ngọn mà thì nó cao hơn một tí. Đấy. Chắc là khoảng độ 7-8 khối gì đó. Thì cái gầu máy của mình đây thì nó cũng rơi vào khoảng độ 6 tấc rồi. Mình múc có ngọn lên thì nó cũng rơi vào khoảng 8-9 tấc. Nếu mà gầu nào múc tốt thì chắc là phải lên được đến cả gần khối luôn. Như thế này gần một khối đấy. Đất này thì nó mềm, nó dễ xúc các bạn. Nó không bị rắn đất rồi, không bị cứng, nên là mình làm nó cũng thoải mái. Xúc gầu đất nó cũng nhanh. Nếu như mà mình hay xúc cái loại đất nạc, đất có đá đấy thì làm nó rất là bí máy. Thì cái chỗ này ở trong cái toli này là đến đây là hết đất rồi các bác nhá. Thì lát nữa thì mình xúc từ giờ đến tối thì chắc là cũng hết cái bệ này thôi. Hết cái bệ này thì mình sẽ tiến cái máy đi vào thẳng cái chỗ trong cùng của cái toli kia. Đấy, xong sau đó là mình quay lại mình xúc hết, sau đó nó nhảy xuống dưới xúc nốt cái bệ nữa là xong. Khá là lâu rồi,
Video của mình chắc phải đến 4 5 tháng nay thì mình chưa được lái máy lốp rồi đấy. Thì bởi vì là công việc của mình từ khi nhận con máy xúc Kubota 503 kia thì làm nó hơi bị gấp một tí. Công việc nó rất là vội, mình cũng không có thời gian để mà đi quay cái video về máy lốp. Xúc một lúc thôi mà nó đã sắp đầy rồi. Đi làm máy con thì chắc giờ này mới được đầu mới được khoảng độ bằng hai cái cầu này xúc thôi. Đi làm này thì mình cứ cài cái phanh vào, chống cái ben xuống, đứng một chỗ. Nói chung là cũng để cho nó an toàn mà. Bệ thì mình cứ làm nó thừa ra khoảng mét đi để cho nó được đất đắp, thì được đất cũ là tốt nhất, nhưng mà con nào làm quen thì cứ làm đất đắp cũng được. Bởi vì là bệ thì nó cũng không cao lắm. Đấy, tí nó đã đầy rồi các bác này. Tí cò cho nó đi nhá. Ok, bây giờ mình sẽ san một cái bệ nhá. Mình sẽ san một cái bệ để bằng cái bằng cái xích bánh của mình như kìa. Nhầm lại bỏ xích, máy này mới lốp mà. vào gầu vừa không có là lại xịn quả đôi lốp thì của anh Hiển thì cũng hơi mệt. Đó. Gạt hết cái đất đấy ra bên ngoài, gọi là cái đất ở trong trong cái đầu bánh như này. Thì ngày trước mình cũng có đi lái máy lốp rồi, thì các bác ấy làm máy lốp thì các bác ấy cứ cắm cái ben nó xuống đất đi, xuống đấy một tí đi, xong là bắt đầu mình lia thì nó cũng đỡ hạn chế là ăn vào lốp. Đấy, bây giờ mình sẽ bỏ phanh ra này, nhả chành như này, lên ben này, lùi lại một chút. Ok. Đấy. Đó là mình san qua cái này, xong rồi mình bắn lên cái này. Ok. Đấy, mình sẽ tiến vào thêm một tí nhá. Để mình ra mình quay xem để mình xúc cái đít này, xúc cái ở đằng đuôi này này. Ok, mình sẽ lùi lại một tí. Đấy, đứng đây vừa tầm mới này, khóa cái chành vào. Ok, đấy, khóa phanh rồi, xuống ben rồi, thì bây giờ mình sẽ xúc. Đấy, mình cứ để nó thông thoáng ra thì mình đi lại nó cũng sẽ tiện. Xuống một tí ben nó đi. Ok, bây giờ sẽ xúc vào cái xe này. Cho vào cái đuôi này trước này. Sẽ múc một cái đường GG ở đây, xong sau đó là để cho cái xe sau ấy nó sẽ lùi đúng vào cái lốt đấy, mà mình xúc cái bên này nữa thì nó sẽ thoáng ra. Đó. Nhẹ nhàng thôi, bởi vì là máy thì mình cũng chưa quen lắm. Con này thì cái tay trang nó cũng khá là rộng đấy các bạn, làm nó cũng hơi bị dơ một chút. Đấy. Nhiều con máy còn mới nó zin lắm các bạn ạ, cái tay trang của nó mình cử động này nó zin lắm,
mà làm nó ga bằng chân, nó làm nó thoáng máy lắm, nên nó không bí bí như này đâu. Nó hơi bị dốc cái đít này lên cho nên là mình phải ngớn ra thế này, cho nên là không thấy cái tay trang này, anh em thông cảm nhá. Máy này nó gọi là mình thấy nó cũng yếu yếu một tí, cho nên là nhiều khi là nó hơi hơi bị bơm nó kêu ó này quá. Mong máy gồ qua cabin này đi. Cái máy này làm thì nhìn thì nó hơi bí thôi, nhưng mà trong cái góc của nó vẫn thấy rộng đấy các bác nhỉ. Các bác hãy cứ comment ý kiến của mình bên dưới video này nhá, em sẽ đọc cái video comment của các bác. Nhưng mà do là nếu mà không chưa thả tim mà chưa trả lời được thì các bác thông cảm, em sẽ trả lời trong vòng vài hôm. Dạo vừa rồi thì em công việc khá là bận cho nên là cũng chưa trả lời được cái comment của các anh em, cho nên là anh em hết sức thông cảm. Bởi vì do cái công việc của mình cũng khá là bận mà, nhiều khi lúc rảnh rỗi thì lại muốn nghỉ ngơi một chút. Ok, cái chỗ này bây giờ nó cũng gọi là thông thoáng rồi. Mình xin kết thúc cái video ở đây nhá. Mình xin kết thúc cái video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video tiếp theo. Mình chào tạm biệt, chúc anh em thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Anh em xem video nếu mà thấy hay thì cho mình một like và hãy chia sẻ cái video này để cho nhiều anh em khác cùng biết nhá. Nếu mà thấy nó có ý nghĩa thì các bạn hãy đăng ký kênh và hãy theo dõi thường xuyên nhá. Thôi, chào tạm biệt, chúc anh em thật là nhiều sức khỏe. Tạm biệt.